dở nồi bắt tôm ha. Cái này người có một số địa phương thì họ gọi là cái lú, nhưng mà quê mình hay còn gọi là cái nò. Nò hay lú đều là một cả. Đây là mommy của mình. Ồ. Như đây là ăn không hết rồi nha. Cái này chắc nó nhảy quá. Oh my god. Như đây là đủ ăn rồi nha, một cái thôi. Thôi đem cái ra đi, còn hai cái kìa, hai cái cho hết luôn. Hai cái luôn hả? Ừ, có hai cái luôn đi. Hai cái mới đáng tiền. Khai trương hả? Xuất hành. Đây là cái thứ hai nha. Cái này là mình bỏ nước vô để cho không có nhảy. Tôm nhảy ra ngoài nè. Oh my god. Nhảy quá. Rồi bao nhiêu đủ ăn này? Đủ ăn chưa? Đổ vô mớ. Như đủ ăn rồi. Cho một miếng nước thì nó sẽ ít nhảy hơn. À. Cái này chắc khoảng 4-5 kg. 4-5 kg là hơn á. Bà cha đang đổ lú. Thì ở quê sử dụng cái lú này để bắt tôm thẻ. Tôm này thì cho lúa nuôi, hiện tại thì nó khoảng 1 kg trên 100 con 1 kg. Nhưng mà giá thành rất là rẻ bèo luôn nha mọi người. Thì mọi người biết cái tôm này làm gì ngon không? Tôm này mình sẽ đem đi, thứ nhất là làm bánh xèo nè, bánh khọt nè. Đó, hoặc là làm tôm khô, làm mắm tôm. Thì do trời mưa nhiều quá nên Lụa không có làm tôm khô được. Mấy ngày hôm nay Lụa đang làm mắm tôm. Mọi người có ăn thì liên hệ với Lụa nha. Rồi. Thì đây là chỉ đổ mới có một cái thôi nha mọi người, một cái thì khoảng trên 4-5 kg đó. Thì tổng cộng là anh cha Lụa đặt 9 cái như thế này. Đó mọi người xem đi. Tôm này là nuôi chủ yếu là thiên nhiên thì chỉ cho ăn 4-5 ngày gần thu hoạch thôi. Cho nên là mọi người xem tôm rất là ngọt và ngon luôn. Còn đây là cha yêu của mình đây, mình rất là thích cái cảm giác khi đi đâu cùng với cha lẻ đẻ sau lưng như thế này. Quay phim, chụp hình, những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời, lao động của cha như thế này nha mọi người ha. Đó, sắp đầy thùng rồi, bây giờ Lụa cùng với cha là đổ được hai cái, sắp đầy thùng rồi, bây giờ sẽ mang cái này vào bên trong. Chút xíu nữa sẽ đi tiếp tục những cái lứa tiếp theo cho mọi người xem nha. Tên, đây là thành quả đây, đang lựa tôm nhỏ hay tôm lớn ra đó mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nè.
có vốn nè. Chơi 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 mẹ xuống đi để lấy chơi vậy đây đây. Qua bạn này.